Unit 8, transportation. All right. In this lesson, we are going to learn about the vocabularies, some kinds of transportation. All right. And you can ask and answer question. Can you see the, all right, some kinds of transportation? All right. Yes, I can, or no, I can't. OK, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về Unit 8, chủ đề số 8 hôm nay ha, transportation, chỉ về phương tiện ha, phương tiện giao thông, transportation. Trong cái phần này, lesson 1 hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau học về những cái từ vựng về một số loại phương tiện giao thông ha. Và sau đó các bạn thực hành hỏi và trả lời can you see the một trong số những cái loại phương tiện. Alright, yes I can, or no I can't. Okay. Alright. Now let's get started. Begin with vocabularies. Okay. Next one. Burst. Alright. Burst. Xe buýt ha, xe buýt, bus. Now cat, you repeat. Okay. Can you say louder, cat? All right, say again, bus. Good job, bus. Bike. That's good. Kate. That's very good. Mina. 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 Okay, bus. Good job. Sky. That's good. Michael. Bus. Oh, all right. S here. All right. Bus. Bus. Again, say again. Michael. Bus. Very good. And Tom. Very good. Tom. Bus. Bus. That's right. Next. Okay. This one. Boat. 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 Thuyền ha. Con thuyền. Boat. Boat. Các bạn lưu ý ở đây. Đằng con là có chữ T ha. Boat. Boat. Cat. Boat. Good. Bike. 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 All right, boat.
That's right. That's right, Kate. Kate. Boat. Good. Mina. Boat. Good. Sky. Sky. Good. Michael. Michael. Boat. Good, boat. That's right. Tom. Okay. Boat. That's good. Boat. Boat. That's right. Now let's move to the next word. Right. Plane. Plane. Máy bay ha. Plane. Plane. All right. Now let's repeat. Plane. Cat. Say again, plane. Plane. Good. Now bike. I say again, plane. Okay, sorry mấy bạn, hôm nay cô hơi sổ mũi chút xíu. Plane. Okay, plane. Good. Plane. No, plane. Plane. Okay, Kate. No, plane. Nó giống như N plane vậy đó. Tương tự như vậy. Plane, plane. Okay, plane. Mina. Say again. Okay, plane. Sky. Plane. Good. Michael. Michael. A plane. Good. And Tom. Plane. Good. Now we move to last word. Okay. Motorbike. Motorbike. All right. Motorbike. Repeat. Cat. Motorbike. Good. Mina. Motorbike. Các bạn lưu ý là phía cuối
phía cuối cái chữ này có chữ k, k. Các bạn lưu ý bật chữ k, k. Cô ha, motorbike. Motorbike. Good, motorbike. Bike. 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 Bạn Hòa Lâm ơi. Ticket. Motorbike, good. Michael. Motorbike. No, no. Motorbike. All right, motorbike. Tom. Good, motorbike. Okay, now you repeat all of the word. All right. Number one, bus. Two, boat. Three, plane. And four, motorbike. Right. One, bus. Two, boat. Three, plane. Four, motorbike. Okay, now let's repeat. Cat. Boat. Plane, okay. Motorbike. Or a motorbike. Bike. All right. Now let's repeat. Bus. Okay, nice. Boat, plane, right, motorbike, good, Kate, bus, boat, good. Plane, okay. Motorbike, very good, Mina. Good. Boat, right. Plane, okay. No, motorbike. No, motorbike. Motorbike. Không có món nha. Oh, motorbike. Right, motorbike. Sky. Sky.
Bus, good. Number two. Boat, boat. Okay, boat, right? Plane, okay? Okay, good. All right, motorbike. Michael. Bus. Good. Boat. Good. Brian, very good. Motorbike. All right. Tom. Okay. Bus, right? Boat. Good. Plane, that's right. Okay. Motorbike, that's right. Okay, now you guys, let's play a game. When teacher say the number and you say the word, or you when teacher say the word and you say the number, okay? For example, all right. Number two, boat, okay? Number four, motorbike, all right? Plane. Number three, and bus. Number one, all right. Now, first one, Mina. Okay, number two. Good, plane. Good, bus. All right, number four. Very good, well done. Now Kate. Kate. Okay. Boat. Number two, that's right. Number three. Plane. All right. Bus. Number one. And number four. Motorbike, very good. All right, bike. All right, bus. Number four. Motorbike. Plane. Three, all right. Number two, boat. That's good. Cat. Number three, plane. Boat. Number two, all right. Bus. Number one. And number four. All right, motorbike. All right, motorbike. Michael. Michael.
All right. Number three. No, number three. Plane, okay. Bus. One, that's right. Number two. Boat. Boat. Right. And motorbike. Motorbike. Number four, that's good. Tom. Number two. Right. Number one. Right. Motorbike. Four. All right. Plane. Three. Very good. Sky. 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 Sky, where are you? Người khác ra ngoài luôn hay gì rồi? Okay. Now let's go to next park. All right. Let's move to park B. All right. Now listen. Listen to the story. All right. Listen to the story. Thank you.
Okay. In the story, alright. Trong câu chuyện này thì mình sẽ thấy là có hai bạn nhỏ. Đang nói chuyện với nhau ha. Hai bạn nhỏ này đang nói chuyện với nhau. Bạn nam hỏi bạn nữ là can you see the boat? Can you see the boat? Bạn nữ trả lời là no, I can't. Rồi bạn nam hỏi gì? Can you see the boat? Bạn có thể nhìn thấy cái thuyền không? Alright, bạn có thể nhìn thấy cái thuyền không? Bạn nữ trả lời là no, I can't. Tiếp theo thì bạn hỏi là can you see the plane? Alright, can you see the plane? Bạn có nhìn thấy cái máy bay hay không? Alright, bạn nữ trả lời là yes I can. Alright, yes I can. Tiếp theo thì bạn sẽ hỏi là gì? Can you see the bus? Can you see the bus? Bạn trả lời là yes I can. Alright. Qua câu chuyện này thì mình sẽ được học một cấu trúc ha. Can you see the? Can you see the? Bạn có thể nhìn thấy cái gì đó. Alright, mình sẽ thay thế những cái phương tiện ở đây ha. Can you see the boat? Can you see the car? Alright, can you see the motorbike here? Alright, can you see the boat? Alright, can you see the train? Alright. Nếu có thể nhìn thấy thì mình sẽ trả lời là yes I can. Alright. Còn không nhìn thấy thì mình sẽ trả lời là no I can't. Alright. No I can't. Alright. No I can't. Lưu ý ha. Không nhìn thấy các bạn lưu ý phía sau này can't. Có chữ T cho cô ha. No I can't. No I can't. Alright. Now let's practice ask and answer questions about this story. Alright. Can you see the boat? No, I can't. Okay. Cat asked, bike answer. The boat, alright. Okay. Bike answer. Right. No, I can't. All right, no, I can't. I say again. No, I can't. I can't. Alright, các bạn lưu ý ha, cái từ can mà các bạn hỏi với từ can't mà các bạn trả lời là không có, can't, là nó khác nhau ở chỗ một cái là không có ở phía sau và một cái là có phía sau ha. Can các bạn đọc bình thường, can cái từ để hỏi nè. Alright, yes I can. Alright, yes I can bình thường. Còn cái mà no I can't. No, huh? No, I can't. All right. Now, good. Now, take turn. Take turn. By ask. All right. Can you... the boat.
Right? Can you see the bows? All right, no, I can't. Now, okay, now Kate ask, Mina answer. Can you see the boat? All right. No, I can't. Very good. Now take turn. The boat. Good. No, I can't. Very good. Sky asks. Michael answer. The boat. All right. Michael, answer. No, I can't. Can't. Good. Now take turn. All right, can you see the boat? No. Sky, answer. All right, no, I can't. That's right. Now Tom ask. Bike, answer. Tom ask. The boat, right? No, I can't. Can't. All right, now take turn. Now take turn, okay. The boat, all right. No, I can't. That's right. Okay. Now, in this picture, all right, in this picture, when teacher asks you, can you see the motorbike? All right, can you see the motorbike? Yes or no? Can you see the motorbike? Yes or no? Sky. All right, in this picture, can you see the motorbike? Yes or no? Can you see the motorbike? Yes, I. All right, teacher asks you, can you see the motorbike? Yes, I can't, or no, I can't. All right, yes, yes, I can, no, I can't. Okay, can you see the car? Cat, can you see the car? Cat, can you see the car?
cut. Can you see the car? The car. Can you see the car? Cat? The car. Can you see the car? Car là cái gì? Car. Can you see the car? Car là cái gì? Do you know car? No? Car here. All right, car here. Can you see the car? All right, car. Can you see the car? Yes, I can or no, I can't. Yes, I can. All right. Can you see the boat? Can you see the boat? Mina. Can you see the boat? Can you see the boat? All right. In this picture, can you see? All right. Trong cái bức tranh này, cái phần này cô đang hỏi bạn chứ không phải là người ta hỏi bạn. All right. Cô đang hỏi em là có nhìn thấy cái thuyền hay không? Can you see the boat? Yes, I can. All right. Can, no, can't. Khi nào mà em nói là yes, I can thì chữ can em đọc bình thường, đúng không? Yes, I can. Còn khi mà nói no, I can't. Khi nào nói no thì mới có chữ T ở đằng sau nè. Alright, no, I can't. Alright. Can't. Lưu ý. Lưu ý cho cô ha. Yes, I can. No, I can't. No. No thì nó có chữ T ở đằng sau nè. No, I can't. Còn yes thì chữ can bình thường. Yes, I can. No, I can't. Đấy. Can you see the teddy bear? Can you see the teddy bear? Sky. Oh, sorry. Michael. Can you see the teddy bear? Yes, I can. All right. Can you see the train? Can you see the train? Tom, can you see the train? Can you see the train? No, I can't. Can you see the train? You know train? Can you see the train? Yes, I can. No, I can't. Lưu ý cho cô ha. Yes thì không có chữ t ở đằng sau, còn no mới có chữ t ở đằng sau ha. Yes, I can. No. Alright, no, I can't. Alright.
Good. Yes, I can. Okay, that's right. Now let's move to next part. We move to number two. Listen and put a tick or a rose. Các bạn sẽ được nghe và sau đó đánh dấu tick hoặc là đánh dấu rose ha. Tick khi nào các bạn nghe người ta nói là yes, thì các bạn sẽ đánh dấu tick. Còn khi nào các bạn nghe người ta nói là no, thì các bạn sẽ đánh dấu rose ha. Alright. Now listen and put a tick or a rose. Okay. Okay, finish. Number one, Ross here. All right. How about number two, tick or rust? Number two, tick or rust? Kate? Number two. Tick or rust? Tick. Tick. Tick what? All right. So what can you see? What's this? Plan, all right. Can you see the plan? No? Right. Em chọn dấu tick mà cô hỏi em là có nhìn thấy không, tại sao em nói là no? You like tick a rose? Tick là yes. Oh no. All right, so can you see the plan? Yes, I can. No, I can't. Yes or no? Hồi nãy cô nói yes là có chữ T ở phía sau không?
Yes, I can't. Hả? Hay là yes, I can. Alright, yes, I can. Lưu ý cho cô ha. Không có chữ T phía sau ha. Okay. Number three. Mina. Number three. Okay. Now let's listen later. Okay. Sky. Can you hear Sky number three? Number three. Tick or Ross? Tick. Right, tick. So, right. What's this? All right, bus. All right. Can you see the bus? Can you see the bus? Các bạn lưu ý lại cho cô một lần nữa nha. Khi mà các bạn nói là yes thì không có chữ t ở phía sau. Yes, I can bình thường. Alright. Chừng nào mà các bạn nói là no, no thì các bạn mới nói là t. No, I can't. Yes, I can. No, I can't. Alright, yes, I can. Alright. No mới nói là t. T. No, I can't. Alright. Okay. Now let's listen again to check the answer. Alright, listen again to check the answer. Bây giờ các bạn cùng nghe lại ha. Giờ mình sẽ kiểm tra đáp án. All right, number two, tick. All right, and number three, tick two. All right, tick. Now let's go to next part. All right, now let's practice asking and answering the question. Yes. Okay, ask and answers the question. Can you see the? All right, we have student A and student B. All right, ở cái phần này thì các bạn sẽ được thực hành hỏi và trả lời câu hỏi là can you see the? All right, nếu các bạn nhìn thấy thì các bạn sẽ nói là yes I can. Còn không nhìn thấy thì các bạn sẽ nói là no I can't. All right. Lưu ý ha. Yes, I can. No, I can't. Ở đây thì mình sẽ có hai bức tranh ha. Student A. Một bức tranh của student A. Và một bạn sẽ đóng vai là student A. Học sinh A.
Dầm có student B, picture student B, bức tranh của student B ha. Dầm vậy sẽ đóng vai là một học sinh B. Alright. Hai bạn sẽ thực hành với nhau, một bạn là học sinh A và một bạn là học sinh B. Bạn học sinh A sẽ hỏi bạn học sinh B về cái bức tranh của học sinh A, về bức tranh của bạn học sinh A. Và bạn học sinh B sẽ hỏi bạn học sinh A về bức tranh của bạn B đó. Rồi, cô ví dụ. Bạn học sinh A hỏi bạn học sinh B là can you see the motorbike? Alright, tức là bạn A, bạn học sinh A này nè, hỏi bạn học sinh B này nè, có nhìn thấy là cái motorbike trong cái bức hình mà của bạn học sinh A này không? Alright, thì bạn sẽ nói là yes. Alright, mình thấy có motorbike đây nè. Yes I can. Alright. Rồi, bạn học sinh B, bạn học sinh B mới hỏi bạn học sinh A về cái bức hình của mình nè. Hỏi bạn là can you see the car? Bạn có nhìn thấy cái xe hơi không? Rồi, trong cái bức hình của bạn B này nè. Các bạn có thấy là trong cái bức hình của bạn B này có car không? Có không? Không có, cho nên bạn sẽ trả lời là no I can't. Alright. Bây giờ một bạn sẽ đóng vai một bạn. Một bạn sẽ đóng vai học sinh A và một bạn sẽ đóng vai học sinh B. Thực hành hỏi và trả lời câu hỏi can you see the. Alright. Yes I can nếu mà các bạn nhìn thấy, hoặc là no I can't nếu các bạn không nhìn thấy ha. Mình hỏi bạn về cái bức tranh của mình nha chứ không phải hỏi bạn về bức tranh của bạn. Cat ask Kate answer. All right, Kat, you are student A, and Kate, you are student B. All right, Kat ask first. Can you see? Yes, I can. Okay. Now take turn. The car, all right. No, I can't. All right, so now Kat, you ask Kate this one. The boat, all right. Kate, answer. Answer. Kate, you answer. Tới lượt em trả lời á. Bạn hỏi gì? Alright. Now, Kate, you ask Kat. This one. Kate, ask Kat. Plan. All right. Yes, I can. All right. Yes, I can. Okay. Now, bike. You are student A and Mina, student B. Bike, ask first.
Again. The car. All right, the car. All right, the car. No, yes. Bạn bike. Bạn bike đang hỏi về bức tranh của bạn. Bạn bike đang là student A. À, trong bức tranh của student A có car hay không? À, có thì mình sẽ trả lời sao? À, yes, I. Oh, yes, I can. All right. Now, Mina asked by answer. Motorbike. Say again, motorbike. Yes, I can. All right. Now, Michael asked, Tom answer. Michael student A and Tom student B. Okay, Michael asked. Michael asked. Thực hành xong rồi Aaron. Michael asked. Michael. Bây giờ em hỏi bạn về bức tranh của em. Em là student A. Em hỏi bạn là can you see the, ở đây, bất kỳ cái phương tiện nào trong cái bức tranh của em, hoặc là cái phương tiện không có trong bức tranh của em, để bạn trả lời, bạn xem là yes hay là no. À, có hiểu ý cô đang nói không? Alright, now ask. Em đang là student A, còn bạn là student B. Alright. Bây giờ hỏi bạn. Can. Mình sẽ hỏi bạn câu hỏi là can you see the. Alright, can you see the. The. The gì? The boat. The boat. Alright, the boat. Alright, Tom answer. Answer, Tom answer. Bạn mới vừa hỏi em rồi thì mình sẽ trả lời là yes, I can. Khi nào mà là no, mới nói là no, I can't. Yes, I can. All right, yes, I can. All right. Okay. All right, Tom ask. The car. All right, can you see the car?
Michael có nhìn thấy cái car này trong bức hình của bạn không? Michael, trong cái bức hình của bạn em có thấy cái car hay không? Em có biết cái car là cái gì không? Xe gì? Alright, xe hơi. Alright, car. Car là chiếc này nè. Alright. No, yes or no? No, No, I can't. Can't. No, I can't. Can't. Có chữ T ở phía sau cho cô nè. Can't. Can't. Alright. Alright. Các bạn lưu ý cho cô ha. Alright. Các bạn lưu ý cho cô ha. Khi mà các bạn nói yes, yes I can. Chữ can các bạn đọc bình thường nè. Yes I can các bạn đọc bình thường nè. Còn khi các bạn nói là no, no I can't. Lưu ý cho cô là có T ở phía sau nha. No I can't nè, chữ T nè, T nè. No I can't. Yes I can đọc bình thường, can. No I can't. Chữ no thì các bạn có chữ ch ở phía sau ha, lưu ý cho cô ha. Rồi, về ôm lại những cái từ vựng này cho cô. Alright, chép những cái từ vựng này vô trong tập cho cô ha. Cô gửi, cô sẽ gửi những cái từ vựng này lên trên group. Rồi các bạn chép những cái từ vựng này vô trong tập cho cô ha. Ok. Mẹ. Alright, that's right. Rồi. Rồi về thực hành thêm cho cô cái cấu trúc này. Lưu ý là phân biệt cho cô giữa yes I can và no I can't. Alright, now we can stop here. Thank you, goodbye. Goodbye.